Hoành tráng đấy. Mình thích. Bạch. Bảo à, mày mày là tao hết cả hồn đi. Tao là chủ nợ mày đâu mà hốt với trên. Tao làm còn quản lý bận lắm à? Nhưng mà trông thằng gái nó vẫn hơi phèn nhá. Phèn kệ nó đi, để lúc khác nói chuyện cho tao đang bận. Thế thằng hai mình bỏ tao ở đây à? Cái hồn gì đấy? Biết rồi nhưng mà để lúc khác nói chuyện. Mới lên thành phố mà đã quên bạn à? Tao muốn hết này. Không quên nhưng tao chụp. Anh Bách, em là Bảo. Em đến đây nhận làm vị trí bartender như anh đã hẹn. Rồi, biết rồi. Thằng hai, giàu quên bạn à? Ta được thắng là nó mà giàu. Ủa tin gì? Ủa anh ơi, em đã bảo anh bao lần em có phải quản lý đây đâu. Thế nó đâu? Nó vừa mới ở đây xong. Kia kia ơi, tao quản lý kia kìa. Bảo, chạy. Xoay chạy. Chạy nhanh lên. Ủa anh ơi, anh biết gì đâu. Đúng rồi, nhanh lên Bảo. Mày bắt tao không cứu được đâu. Hàng kia mày đâu rồi? Chuyện gì đấy? Ôi là kìa. Ui. Chuyện gì? Nói đi. Chạy đã. Này, này. Đi. Đánh lên. Đuổi rồi, không phải chạy. Sao? Chuyện gì nói đây? Ơ kìa. Ít ra mày phải cho tao biết tao chạy vì điều gì chứ. Khổ quá. Đang mệt chứ hỏi nhiều. Mày để cái tao thở đấy chứ. Đứng lại. Chạy. Đi rồi. Đi hẳn chưa? Rồi. Ôi vào đi, nó phát hiện ra bây giờ. Này, thằng nào ấy? Sao ở đâu? Mày làm cái quái gì mà dính dáng cái chúng nó? Tín dụng đen à? Hay là làm ăn phi pháp? Này, mày là mày báo lắm rồi nhá, Bách Bò ạ. Tao không bị điên đâu mà dính vào bọn nó. Ông chú tao phá sản, trốn rồi. Giờ bọn nó cứ tìm tao để đòi. Uầy, mày. Vừa hôm trước thì làm sinh nhật hoành tráng lắm. À, mày Facebook còn tang mày đúng không? Thì tag tao bây giờ tao mới bị bọn nó tìm đấy. Tao không biết đâu. Sáng đi làm thì mới biết. Ông chú tao vỡ nợ mấy chục tỷ cơ. Bây giờ có khi làm cả đời cũng không có tiền trả. Cho cắn đau rách. Một tháng lương của tao làm thì coi như không công rồi. Thế cái chân pha chế của tao cũng đi tông rồi à? Thông cảm nhé. Này, bạn khuyên thật nhé. Về quê đi. Anh em mình không hợp với thành phố đâu. Cứ nghĩ ra thành phố là sẽ nên người. Ai ngờ là bục mặt ra có đủ ăn đâu. Rồi tiền nhà, tiền nước. Bao nhiêu thứ tiền đổ vào đầu. Mà tốn nhất là mấy cái thứ màu mè này này. Ôi ôi. Ê, bị bọn nó bán cho nó chạy đẻo rồi. Vừa mới chạy xong nó bay hết cả đế này. Điên thế này. Đi đi đấy. Tao không về đâu. Cũng là tấm chiều mới chưa trải. Chắc là bây giờ bạn nói gì cũng không lọt tai mày đâu đúng không? Thôi, mày cứ ở lại đi cũng được. Nhưng mà nhá, nhìn tao mà làm gương này. Trước tao cũng như mày ấy. Nhưng cứ phải vào việc thì mắt mới sáng ra được. Thế. Anh Vinh Tổng Tài là nhà tài trợ chính của đội tuyển mình đấy. Thảo nào ra vào phòng tập mình như chỗ không người. Chỉ cần đẹp trai
là đã có giấy thông hành đi khắp vũ trụ rồi. Đã thế lại còn giàu, ga lăng. Theo kinh nghiệm xem phim của em ấy, thì mẫu người đàn ông nhanh vinh sẽ thích những người trái dấu, cá tính, giống như là chị ấy. Không thích bánh bèo đâu. À, chị ơi, anh Vinh tổng tài đang đứng cách mình có 5 mét thôi. Cơ hội đưa trai đẹp của mình đến rồi. Em xin việc thật á? Dạ vâng ạ. Ừ, chào chị cái. Dạ. Để con ra đấy mẹ nhé. Ôi trời. Này chị bảo này, cửa hàng chị ấy chỉ tuyển nhân viên nữ thôi. Nam như này chị sợ là hơi bất tiện ấy. Ôi, em cái gì cũng làm được chị ạ, chị cứ tin ở em. Cái gì cũng làm được à? Mà chị trông nhá, cao to đẹp trai như thế này, gu này là hợp với cái gu của chị đấy nhá. Chị ở thật này, em có nghiện không? Ừ, sao lại thế hả chị? Ừ, không nghiện là tốt rồi. Nhưng mà không có bệnh tật gì đúng không? Thanh niên trai tráng như này có bệnh thì chắc là chỉ cái bệnh thiếu tiền thôi đúng không? Ừ, xin tự giới thiệu, chị là Trang, đây là con gái của chị gần 2 tuổi. Thế nhà em ở đâu? Em thuê trọ cũng khá xa chị ạ. Xa à? Ờ thế thì hôm nào mà đi làm mà về muộn ý thì cứ ngủ luôn tại cửa hàng này cũng được. Chị thoải mái, không vấn đề gì cả. Chị dễ tính chị. Nhưng mà bác sĩ bảo cái chân này của tôi phải 1 tháng nữa mới khỏi cơ. Vậy nên phiền cậu từ mai ngày nào cũng mang đồ ăn lên tận nơi cho tôi nhé. Cái gì? Còn lâu ý. Mơ à cô gái? Không bao giờ. Alo? Sao? Đánh nhau á? Nặng không? Ai đánh? Được rồi, để tao đến. Này! Gì? Thật ra đây không phải chuyện của tôi. Nhưng cậu là người quen của chú Nam, cho nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Thành phố này rất phức tạp, cậu đừng có dính đến mấy trò đấm đá đánh nhau. Chỉ có mấy thằng không đàng hoàng mới làm mấy trò đấy được. Cái gì? Ý chị là tôi không đàng hoàng á? Nếu cậu làm thế thì cậu là người không đàng hoàng rồi. Nhưng mà tôi không làm như thế. Không làm thế thì vơ vào làm gì? Tôi không tranh luận với chị. Ừ. Vinh. Anh đến thăm em đây. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng ngu ngốc nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.